gặp những tình huống hài hước khó đỡ, xem đi xem lại vẫn không nhịn nổi cười. Đố từ bắt được anh nha. Sao mày muốn gì? Mày thích gì? Mày thích gì? Ủa khoan, vậy là xong hả? Tưởng đâu cầm bát ác lắm hả? Khó hiểu được chưa? Chị gái đang nhảy rất là hăng say và bất cái ngờ. Thôi dẹp luôn đi. Nè nè, ngã tập 1 rồi. Tập 2 tiếp nối nè. U là trời đất ơi, vô hậu trường đi chị gái, biểu diễn chi nữa. Nè nè nè, để mẹ tập cho con biết thế nào là bị trời quật ngã nha. Ê vô vô, hãy chú ý tới cái anh áo xanh nha. Ui cha, mắt cứ để dưới đá thôi à. Hey, tuột tay rồi. Ông chị.
chị đồng em cùng nhau thôi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Gà gáy ô ô mà không có thanh niên nào xuyên nhê luôn. Bộ tai có vấn đề hay gì? Ngủ mà bất chấp mọi thứ như vậy thì tới là bỏ toàn đập rồi. Báo mất tận tai còn chả động tĩnh. Coi nhà như vậy thì bao nhiêu là đồ trộm khiêng đi hết rồi còn đâu. Chán quá chán rồi. Cái này ăn hình như không có ngon mấy ha. Ây chà, có người ăn giùm nên chị gái hôm nay dễ tính hẳn ra ha. Bốn em ăn tình cảm cho kìa. Không có ngon nữa mới chừa lại thôi đó. Chứ bình thường hết lâu rồi. Đợi tới lần cậu em thì hết sạch sành xanh luôn á chứ. Còn đây, ông bố dẫn con gái đi học kiểu đánh cái mông nè. Ủa, không có biết là ai đánh mình vậy ta. Ông bố vẫn nhây nhây móc cái chân đá thêm lần hai á thì. Nè, bắt quả tang nữa nha. Dám trêu con hả? Đâu, ra chuyện này ở đây. Không có đồ ăn là ghét rồi. Trời ơi, bà chà, chả có cho mấy bạn gà này đồ nhâm nhi, mổ cho không có trượt thoát nào luôn. Toàn là những chiến thần mỏi vàng, nhắm chuẩn từng mục tiêu luôn nghe. Chị gái vô tầm ngắm là chết rồi đó. Rỉa cho chạy té khối khỏi giường mới chịu ngừng cho coi nè. Ủa, cái cà rem gì mà to dữ vậy? Nhìn bạn nhỏ có biểu cảm ngỡ ngàng chứ kìa. Chắc lần đầu thấy nó to vậy ha. Sợ tới cái độ không có dám cầm luôn. Má mi không có dục thì chắc hả cứ đứng ngắm nghía vậy thôi nè. Ông chú trồn chưa có thiệt vậy đâu. Còn lại đúng cái vỏ ốc quế à. Bọn nhóc mới dính bẫy thôi. Người lớn, người lớn hả cầm lâu. Giữa trưa mà bị bắt ra cuốc dương và cái kết. Đứa ơi, coi cái quả nón mà bả đội kìa trời. Coi vậy thôi nhưng mà che nắng cũng thuộc dạng cực đỉnh đó nha. Toàn bộ người đâu có chỗ nào bị nắng đâu nè. Mà mỗi tụi là hơi tốn tiền đi khám cổ tôi nè. Ê, thấy hơi hơi nhức cái đầu rồi đó nha. Mày nghĩ cái chừa ra làm tiếp ha. Giờ mày muốn gì? Tao đãi mày mấy cái xiên nướng được không? Trả dép cho tao còn về nè. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Một hôm đi chơi tự đâu xuất hiện cái kẻ ăn cướp ngang nhiên chống trộm. Lại con này nỉ nó để mà trả cái bộ đồ nữa mới khổ chứ. Anh sai kiểu bất lực dùng. Đó thì ngên ngang. Xui thôi chứ biết nói làm sao giờ. Ra đường mà gặp mấy thành phần manh động như vậy hả? Chắc né sớm cho lành ha quý vị ha. Mấy bạn cũng thấy như vậy thì nhớ comment cho kênh chúng mình biết nha. Anh ơi, anh thấy em bé nhà mình đâu không? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nè, đây chứ đâu. Yeah, nhìn cũng hưởng thụ ghê ta. Cả chủ lẫn thuốc luôn luôn. Được ôm ấp coi điện thoại. Nhất cỡ hó này rồi nha. Chỉ vợ con chả được âu yếm kiểu như vậy luôn á. Phen này có sự quánh ghen to lớn rồi đây. Con phân thắng thuộc về ai thì không có biết à. Em gái đang kéo tạ trong phòng gym thì anh trai áo tím đi tới và rồi. What? Ui, ổng vòng tay rút luôn cái điện thoại mà bà đang dắt vào eo. Chắc là tính vừa tập gym vừa quay clip sống ảo đây mà. Thôi bỏ ra ngoài đi bà, chăm chỉ mà tập trung tập luyện đi nha.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!